Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay chỉ còn có khoảng 20 ngày nữa là Tết Nguyên Đán 2023. Mình làm cái video này quay cái tác phẩm ổi. Ổi bonsai của mình quả sai chữ chịt luôn. Ăn từ đầu vụ đến giờ với các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay nắng đẹp nên mình mới quay video. Chỉ còn những khoảng chục quả trên cây. Nhìn đã luôn. 2, 4, 6, 7, 8, 9 quả. Quá đẹp luôn các bạn. Để quay sát lại các bạn xem nhé. Đây là hai quả đấy các bạn nhé. Đấy. Ổi này ổi mùa đông thì rất là ngọt luôn nhá. Hai quả nữa này, bốn quả này. 5 6 quả này. 5 6 quả này. 7 quả này. Quả này rất là to luôn nhá. 8 quả này. À đúng 10 quả các bạn ạ. 9 quả này. 10 quả nhá. Ui dồi ôi, quả này chín đẹp quá. Quả chín quá đẹp luôn. Nhìn ngon quá các bạn ạ. Tí nữa để hôm nay là Tết Dương lịch, chảy xuống là sắp hơn Tết Dương lịch. Ua, cây quá đỉnh luôn. Thôi làm 3 quả thắp hương thôi. 3 quả thắp hương này. Quá ngon luôn nhá. Quá ngon luôn các bạn. Thấy chưa? Ngon tuyệt vời.
quá, siêu ngon luôn. Úi trời, tuyệt vời. Tuyệt vời nhá. Ngon chưa? Quá ngon rồi Mê Ly.